Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Gu Chơi Xe. Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái dòng xe mới, xe Bentley RFS 150 nhập khẩu từ Malaysia về Việt Nam, cạnh tranh với Exciter 150 và Winner 150. Đây là dòng xe mang thương hiệu Italia, ra mắt một mẫu xe con tay có kiểu dáng Enervon, chắc chắn là nhắm vào một số nước ở thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, nơi rất ưa chuộng phân khúc xe này và đang có sự hiện diện tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là một thị trường đầy tiềm năng của dòng xe con tay kiểu dáng Enervon. Mẫu xe Bentley RFS 150 2019 thuộc dòng xe Enervon thể thao trẻ trung 150 phân khối. Đây là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Exciter 150 2019 và Winner 150 2019 của Honda. Đầu tháng 7 tới, Bentley tiết lộ rằng chữ RFS trong tên xe có nghĩa tạm dịch là Rider for Speed, với dụng ý là mẫu xe hướng đến các tín đồ yêu tốc độ. Về thiết kế thì Bentley 150 2019 mềm mại hơn so với Exciter 150, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp thể thao và trẻ trung. Dù ở nhóm đối tượng bình dân hơn, nhưng Bentley 150 2019 cũng được trang bị khá nhiều công nghệ mới như phuộc upside down trước, phuộc monoshock sau, phanh đĩa trước sau, sở hữu cặp mâm thiết kế 6 chấu bản lớn với thông số lốp là 70/90 và 17, trước là 120/70 và 17, phía sau là cặp dummy led, dummy là led, đèn hậu là led, xi nhan tích rời. Đời mới trước được thiết kế cực ngầu như đối thủ Exciter 150, nhưng nó được kết điệu bởi sự độc lạ với LED kết hợp với đồng hồ analog hiển thị dòng tua kết hợp cùng màn hình LCD hiển thị đầy đủ các tính năng hiện đại. Hệ thống giảm upside down Bentley 150 2019 đáng đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Mẫu phụ xe này, mẫu xe như BKL mang lại sự êm ái hơn nhiều so với phụ ống lồng truyền thống, điều mà đối thủ Winner và Exciter chưa sở hữu được cho đến thời điểm này. Phần vỏ xe đến từ thương hiệu Werber Thái Lan với kích thước lốp từ 70/90 17 và lớp sau là 120/70 17. Bentley 150 2019 sử dụng phuộc sau Kajabi, còn gọi là Kajaba, với lò xo ống ánh sắc vàng cực đẹp. Bentley 150 2019 còn sử dụng sơn Choho 428mm, còn phần mâm trước mang thiết kế thể thao tựa như mâm da dết 2 6 chấu sắn kết hợp phanh đĩa mang kích thước lớn đi kèm heo dầu 2 piston. Động cơ Bentley RFS 150 2019 dòng máy đứng có dung tích là 4,8 lít và 149,8 phân khối, 4 thì 4 van làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử FI, con tay hộp số 6 cấp, công suất cực đại là 15,5 HP và 8.500 vòng trên phút. Có 3 màu chủ đạo vàng, đỏ đen và xanh dương. Hiện tại giá bán được công bố chính thức, ước lượng vào khoảng dưới 40 triệu đồng. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Trân trọng kính chào.